Trân trọng chào mừng quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể quý vị khách quý tham dự lễ công bố hợp tác chiến lược Taco Auto Daimler Bus và giới thiệu xe bus cao cấp Mercedes-Benz ngày hôm nay. Kính thưa quý lãnh đạo cùng toàn thể quý vị, thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh xe bus tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với các thương hiệu ô tô quốc tế sản xuất tại Việt Nam, Taco Auto đã hợp tác với các tập đoàn ô tô lớn trên thế giới để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất xe bus thương hiệu quốc tế, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang khu vực ASEAN, đặc biệt là chiến lược hợp tác với tập đoàn Daimler. Từ xuất phát điểm là hợp tác sản xuất, phân phối các dòng xe tải xe bus Fuso, năm 2018, Taco Auto và Daimler Bus đã khởi động dự án phát triển xe bus cao cấp Mercedes-Benz nhằm đánh giá tiềm năng của thị trường xe bus Việt Nam và hướng đến xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á. Trải qua 4 năm đầy khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng dịch COVID-19 và sự sụt giảm của thị trường, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực, hai tập đoàn đã hoàn thành dự án đúng tiến độ. Hôm nay, Taco Auto và Daimler Bus phối hợp tổ chức lễ công bố hợp tác chiến lược Taco Auto Daimler Bus và chính thức giới thiệu mẫu xe bus cao cấp Taco thương hiệu Mercedes-Benz, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn, nhằm đem đến cho khách hàng dòng sản phẩm xe bus cao cấp mới, chất lượng quốc tế. Sự kiện cũng là dịp để Taco Auto tri ân sự đồng hành, ủng hộ của quý khách hàng thân thiết trong suốt thời gian qua, đồng thời đánh dấu thời điểm tái khởi động, phục hồi và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất sản phẩm mới của nhà máy Taco Bus sau 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Chương trình vinh dự đón tiếp sự hiện diện của quý lãnh đạo và quý vị khách quý. Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Cùng sự hiện diện của quý lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, quý lãnh đạo các sở ban ngành thuộc tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Daimler Bus, tham dự chương trình trực tuyến từ văn phòng Daimler Bus tại Đức. Trân trọng giới thiệu ông Andreas von Waffel, Tổng Giám đốc Xe Thương mại Daimler Hải Ngoại. Tham dự tại buổi lễ, trân trọng giới thiệu ông Harald Smith, Tổng Giám đốc Điều hành Xe Thương mại Daimler Đông Nam Á. And in today's event, warmly welcome Mr. Harald Smith, CEO Daimler Commercial Vehicle Southeast Asia. Trân trọng giới thiệu ông Christoph Stemmer, Phó Tổng Giám đốc Bán hàng, Dịch vụ và Phụ tùng xe bus, xe chuyên dụng Daimler khu vực Đông Nam Á. Mr. Christoph Stemmer, Vice President Customer Services and Passport and Special Truck Sales of Daimler Commercial Vehicle Service Asia, cùng quý lãnh đạo Daimler. Đại diện tập đoàn Tradicycle and Carriage, trân trọng giới thiệu ông Benjamin Burns, Tổng Giám đốc tập đoàn Tradicycle and Carriage. Mr. Benjamin Burns, Group Managing Director, Tradicycle and Carriage Limited. Trân trọng giới thiệu ông Jack Kim Tech, Giám đốc điều hành phụ trách phát triển kinh doanh tập đoàn Tradicycle and Carriage. Mr. Jack Kim Tech, Managing Director, Business Development, Tradicycle and Carriage Limited. Sự kiện cũng vinh dự chào đón quý đối tác, quý khách hàng thân thiết, quý phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương. Đại diện tập đoàn Taco, trân trọng giới thiệu ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Taco. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Bảo, Tổng Giám đốc Taco Auto. Cùng quý lãnh đạo các công ty đơn vị trực thuộc, một lần nữa, trân trọng cảm ơn và chào mừng sự hiện diện của quý lãnh đạo cùng toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình, kính mời ông Nguyễn Quang Bảo, Tổng Giám đốc Taco Auto phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Thank you.
Sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất vui mừng được có sự tham dự của ông Alan Kali, Chủ tịch Eurocharm Việt Nam. Kính thưa ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Kính thưa quý lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Quảng Nam, quý lãnh đạo tập đoàn JC&C, quý khách hàng thân thiết cùng quý phóng viên báo đài. Kính thưa ông Andre Von Warfield, Tổng Giám đốc Xe Thương mại Daimler Hải Ngoại. Kính thưa ông Harald Schmidt, Tổng Giám đốc Điều hành Xe Thương mại Daimler khu vực Đông Nam Á. Kính thưa ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo và tập thể toàn bộ cán bộ công nhân viên Tập đoàn Thaco xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý vị đang tham dự lễ công bố hợp tác Thaco Daimler Bus và giới thiệu xe bus Mercedes-Benz ngày hôm nay. Kính thưa quý lãnh đạo cùng toàn thể quý vị, Thaco ô tô là tập đoàn ô tô hàng đầu Việt Nam với hoạt động sản xuất kinh doanh được tổ chức xuyên suốt theo chuỗi giá trị từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, phân phối thông qua hệ thống bán lẻ, dịch vụ sửa chữa và phụ tùng với đầy đủ các chủng loại xe, bao gồm xe du lịch, xe bus, xe tải, xe chuyên dụng với các thương hiệu ô tô quốc tế và thương hiệu Thaco. Trong đó, Thaco Bus là thương hiệu xe bus hàng đầu Việt Nam được khách hàng yêu mến và tin dùng. Thaco ô tô đã cung cấp ra thị trường hơn 18.000 xe bus các loại, chiếm 65% thị phần, tỷ lệ nội địa hóa trên 60% và đã xuất khẩu xe bus sang các nước Philippines, Thái Lan, Singapore. Thực hiện chiến lược tham gia chuỗi giá trị toàn cầu với các thương hiệu ô tô quốc tế sản xuất tại Việt Nam, Thaco ô tô đã hợp tác với các tập đoàn ô tô lớn trên thế giới để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất xe bus thương hiệu quốc tế phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước ASEAN. Tập đoàn Daimler được thành lập vào năm 1926 sau quá trình hợp nhất giữa hai công ty sản xuất ô tô hàng đầu của Đức do Carl Benz và Goli Daimler sáng lập. Hiện nay, Daimler là một trong những tập đoàn sản xuất ô tô xe thương mại cao cấp hàng đầu thế giới với hoạt động kinh doanh được tổ chức tại hơn 200 quốc gia và quy mô nhân sự lên đến 300.000 người. Daimler Bus trực thuộc Daimler Truck AG là công ty thành viên của tập đoàn Daimler, phụ trách mảng kinh doanh xe tải, xe bus và sở hữu 7 thương hiệu danh tiếng bao gồm Mercedes-Benz, Brabant, Freightliner, Fuso, Secha, Thomas Bilbert và Western Star. Daimler Truck AG là nhà sản xuất xe tải và xe bus lớn nhất thế giới với vị trí dẫn đầu tại các nước trong khu vực châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á với doanh số trong năm 2019 tại cái thời điểm mà trước khi đại dịch Covid bùng phát là gần nửa triệu xe, doanh thu 45 triệu euro. Mercedes-Benz là thương hiệu có lịch sử lâu đời. Trong đó, nhà máy Mercedes-Benz Mannheim là nơi kỹ sư Carl Benz đã phát minh ra chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới vào năm 1886. Và tiếp đó là chiếc xe bus đầu tiên trên thế giới vào năm 1895. Trong lịch sử 125 năm của xe bus, Mercedes-Benz Bus luôn là đơn vị tiên phong có sức ảnh hưởng và tạo động lực lớn trong sự phát triển của xe bus và công nghệ xe bus. Từ chiếc xe đầu tiên với động cơ xi lanh đơn 5 mã lực đến mẫu xe Futurebus City Pilot tự hành vào năm 2016 và gần đây nhất là mẫu xe bus thành phố chạy điện hoàn toàn mới eCitaro G vào năm 2021. Hiện nay, Mercedes-Benz Bus là thương hiệu xe bus dẫn đầu trên thế giới về doanh số và công nghệ, đặt ra tiêu chuẩn trong hoạt động sản xuất kinh doanh xe bus trên toàn cầu, với giá trị cốt lõi không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Mercedes-Benz Bus tập trung vào các công nghệ xanh, sáng tạo và tính kết nối thông minh để nâng cao hơn nữa các giá trị của thương hiệu.
Kính thưa quý lãnh đạo cùng toàn thể quý vị, tháng 12 năm 2017, Thaco Ô Tô và Daimler đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ và phân phối xe tải, xe bus Fuso, một thương hiệu trực thuộc Daimler, tại thị trường Việt Nam, đánh dấu cột mốc đầu tiên trong quá trình hợp tác. Nhận thấy tiềm năng to lớn cho các sản phẩm xe bus tại thị trường Đông Nam Á, từ năm 2018, Thaco Ô Tô và Daimler tiếp tục triển khai hợp tác trong dự án phát triển xe bus Mercedes-Benz tại Việt Nam và hướng đến mục tiêu xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Theo đó, Trung tâm Andi Ô Tô đã tiến hành nghiên cứu, thiết kế và phát triển dòng sản phẩm xe bus trên khung gầm Mercedes-Benz phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông tại Việt Nam và Đông Nam Á. Đồng thời, Thaco Ô Tô đã triển khai đầu tư nâng cấp các dây chuyền sản xuất tại nhà máy bus Thaco theo hướng tự động hóa một cách hợp lý và quản trị theo số hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng châu Âu của xe bus Mercedes-Benz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chính thức giới thiệu đến toàn thể quý vị mẫu xe bus cao cấp Thaco thương hiệu Mercedes-Benz hoàn toàn mới, sản phẩm đánh dấu cột mốc quan trọng tiếp theo trong tiến trình hợp tác chiến lược giữa Thaco Ô Tô và Daimler. Xe bus cao cấp Thaco thương hiệu Mercedes-Benz có thiết kế bên ngoài đậm phong cách châu Âu, nổi bật với mặt ga lăng cỡ lớn cùng logo thương hiệu phát sáng, hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại, mang đến tổng thể ngoại thất độc đáo, sang trọng và đẳng cấp. Kết cấu khung xe và chassis được thiết kế liền khối, monocoque giúp giảm trọng lượng và tăng độ cứng vững. Nội thất được thiết kế tinh giản, hệ thống đèn trần cùng với họa tiết chiếu sáng đa chiều với cường độ được điều chỉnh linh hoạt, tạo không gian rộng rãi, năng động. Khoang lái gồm vô năng điều chuyển 4 hướng. Hệ thống điều khiển bố trí hướng vào người lái giúp tài xế luôn tập trung và thao tác dễ dàng. Ghế hành khách và giường nằm được nghiên cứu thiết kế phù hợp với nhân chất học của người Á Đông. Sử dụng vật liệu da phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam và được trang bị đầy đủ các tiện ích như sạc điện thoại, cổng USB, jack tai nghe và học tủ cá nhân. Xe bus cao cấp Thaco thương hiệu Mercedes-Benz được trang bị động cơ OM457 có công suất 430 mã lực, mô men xoắn 2.100 Nm, giúp tăng tốc và vượt dốc tốt. Sử dụng công nghệ phun nhiên liệu PLD nhằm gia tăng công suất, ít tiêu hao nhiên liệu. Công nghệ xử lý khí thải Bluetech tiêu chuẩn Euro 5 giúp giảm khí thải và thân thiện môi trường. Hộp số GO210 được nghiên cứu thiết kế đặc biệt cho các dòng xe bus, tích hợp cơ cấu sang số, trợ lực khí nén, giúp quá trình sang số dễ dàng. Xe được trang bị 4 giảm chấn cho hệ thống treo trước và thiết kế giảm chấn riêng biệt cho hệ thống lái, giúp vận hành êm dịu và ổn định trên mọi cung đường. Bên cạnh đó, việc trang bị hàng loạt các tính năng an toàn trên xe như hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống phanh thủy lực hỗ trợ voi, phanh đĩa trước sau kết hợp với hệ thống điều khiển phanh điện tử ABS, EBS khẳng định vai trò tiên phong của Mercedes-Benz trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại nhằm gia tăng khả năng kiểm soát xe, nâng cao độ an toàn và hỗ trợ tối đa cho người lái trong mọi hành trình. Xe bus cao cấp Thaco thương hiệu Mercedes-Benz với các phiên bản 47 ghế, 24 ghế VIP, 34 giường nằm và 22 giường nằm VIP được phân phối tại hệ thống trung tâm ô tô tải bus trải dài trên cả nước với mô hình showroom kết hợp xưởng dịch vụ và cửa hàng phụ tùng nhằm tiếp tục cung cấp cho khách hàng các dịch vụ bán hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra, sản phẩm cũng được Thaco Ô Tô nghiên cứu, thiết kế và sản xuất theo yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Với thiết kế đột phá, khả năng vận hành mạnh mẽ và hệ thống an toàn ưu việt, xe bus cao cấp Thaco thương hiệu Mercedes-Benz sẽ mang lại tiêu chuẩn mới cho ngành vận tải hành khách tại Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu của Mercedes-Benz trên toàn cầu, tạo dựng giá trị mới, tầm cao mới cho sản phẩm Thaco Bus và quan hệ hợp tác chiến lược giữa Thaco Ô Tô và Daimler Bus. Kính thưa quý lãnh đạo, quý khách hàng thân thiết,
cùng toàn thể quý vị. Sự tin tưởng và đồng hành của quý khách hàng trong thời gian qua là động lực to lớn để Thaoco ô tô không ngừng mở rộng sản xuất, nâng cấp phát triển sản phẩm, nâng cao giá trị phục vụ khách hàng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Trong 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động nghiêm trọng cho hoạt động vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách. Nhiều nhà xe, công ty phải chấp nhận ngừng hoạt động. Thaco ô tô rất thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thách thức lớn mà quý vị đã đối mặt và nỗ lực vượt qua nhằm tiếp tục duy trì kinh doanh. Hiện nay, dịch bệnh trong nước đã dần được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu đi lại của người dân đã gia tăng trở lại. Thị trường vận tải đã có nhiều tín hiệu tích cực. Chúng tôi hy vọng quý khách hàng sẽ nhanh chóng tận dụng các cơ hội, từng bước khôi phục và phát triển kinh doanh sau đại dịch. Thaco ô tô cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ quý khách hàng trong những chặng đường phát triển kinh doanh tiếp theo. Kính thưa quý lãnh đạo cùng toàn thể quý vị, lễ công bố hợp tác Thaco ô tô Daimler Bus và giới thiệu xe bus Mercedes-Benz hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định uy tín và năng lực của Thaco ô tô trong hợp tác liên kết với các tập đoàn thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới, đồng thời thể hiện cam kết của Thaco ô tô với quý khách hàng trong việc không ngừng mang đến những sản phẩm chất lượng quốc tế và cung cấp các dịch vụ sửa chữa sau bán hàng chất lượng chuyên nghiệp. Nhân chương trình hôm nay, chúng tôi xin cảm ơn chân thành đến quý lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với Thaco. Cảm ơn tập đoàn Daimler đã tin tưởng, lựa chọn hợp tác và tích cực xúc tiến dự án hỗ trợ Thaco ô tô trong chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật, hoàn thành dự án phát triển xe bus Mercedes-Benz. Trân trọng cảm ơn ông Harald Smith, Tổng Giám đốc điều hành Daimler Truck và Bus tại Đông Nam Á, cùng quý lãnh đạo Daimler đã không quản ngại xa xôi để đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý phóng viên báo đài đã luôn đồng hành, kịp thời truyền tải những thông điệp truyền thông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Thaco ô tô đến với khách hàng. Đặc biệt, một lần nữa, xin tri ân sâu sắc tất cả quý khách hàng đã luôn yêu mến thương hiệu Thaco Bus, tin tưởng lựa chọn sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Cuối cùng, kính chúc quý lãnh đạo cùng toàn thể quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Bảo. Kính thưa quý vị, như đã giới thiệu, chương trình hôm nay có sự tham dự trực tuyến của lãnh đạo Daimler Bus từ văn phòng tập đoàn tại Đức. Sau đây, kính mời quý vị cùng hướng lên màn hình theo dõi phát biểu của ông Andreas von Waffel, Tổng Giám đốc xe thương mại Daimler hải ngoại. Trân trọng kính mời. Dear Chairman Mr. Duong, dear Thaco colleagues, dear customers and valued business partners, let me introduce myself. My name is Andreas von Waffel and I'm the new head of Daimler Truck and Buses overseas. I'm very proud to celebrate the start of sales of Mercedes-Benz Thaco Bus in Vietnam with all of you today. Unfortunately, I'm not able to participate in person due to the current circumstances. Chairman Mr. Duong, together with us, kickstarted the project to bring Mercedes-Benz buses to Vietnam over 3 years ago. Today, we already see how the vision became reality. Some words on our company. Daimler Truck and Bus Overseas is part of Daimler Truck AG, the world's largest truck and bus manufacturer. We are the market leader for buses in our core markets in Europe and Latin America. In the Southeast Asian bus markets, we see great potential for our buses. The market entry with our Mercedes-Benz buses in Vietnam is the next logical step after our already strong presence with Fuso trucks. It's important for us to build on this a strong presence in Vietnam and to further expand our global market presence by using the best possible growth opportunities, which the Asian bus markets offer. Worldwide, we rely on a strong network of partners, and we are very pleased that we are able to join forces with Thaco,
the undisputed market leader for buses in Vietnam. We are convinced that our Mercedes-Benz Taco coach will be a unique offer for the Vietnamese market. We combine leading technology of Mercedes-Benz with the manufacturing experience of Taco and the best service network in the country. This will be a unique offer for our premium coach segment in Vietnam. My big thank you to Chairman Mr. Duong for his vision and his endurance to turn our joint vision into reality. Now, let's work together, giving our 100% passion every day and making this a great success story. I'm looking forward to come to Vietnam as soon as possible and ride on our Mercedes-Benz Taco bus. Thanks to all of you. Enjoy this great launch event today. Trân trọng cảm ơn ông Andreas von Waffel. Kính thưa quý vị, tham dự trực tiếp chương trình hôm nay có ông Harald Smith, Giám đốc điều hành xe thương mại Daimler Đông Nam Á. Sau đây, trân trọng kính mời ông lên phát biểu. Trân trọng kính mời. Xin chào. Good morning, everyone. Dear Mr. Nguyen Van Thanh, Vice Chairman of Quang Nam People's Committee. Dear Mr. Tran Ban Duong, Taco Chairman. Dear business partners, dear distinguished customers, dear media and press agencies, ladies and gentlemen. My name is Harald Schmid, and I'm the CEO of Daimler Truck and Buses in Southeast Asia. Along with my team, I'm representing for sales and marketing and customer service of Daimler Commercial Vehicle in Southeast Asia. It is a privilege for me and my team to join you in person in this historical day, which marks another important milestone in our partnership with Taco and Vietnam. Especially since the pandemic did not allow us to meet face to face for the last 2 years. I remember very well when we searched back in 2017 for a partner who could accelerate our truck business in Vietnam. At that time, it was obvious that if we want to sell our products in Vietnam, there is no better partner than Taco. I was personally involved in the negotiation process, and I immediately recognized the professionalism, the customer dedication, and the partnership that Taco values. Especially my appreciation goes to the chairman, Mr. Duong, and his team. Thank you very much. Now, after 4 years of our partnership, we can see the fruits of our cooperation. Sales has increased, and more dealerships have opened to offer state-of-the-art after-sales and sales facilities. In addition, last year, even with the difficult situation of the COVID-19 pandemic, we have further increased our cooperation in launching new Fusuk truck products. For example, the FA and FI and some FJ variants, which will enable Taco to meet the market demands. Today, we are very proud to announce the next step of our strategic cooperation with Taco Group for Vietnam, with the addition of Mercedes-Benz bus products to our partnership. The chassis 0500 1836 and the 0500 1843 from our Mercedes bus plants are locally assembled and equipped with the most advanced technology,
highest safety features and comfort features to suit the local conditions and requirements. We are confident that Mercedes-Benz bus will become the pinnacle of performance, not only in the Vietnamese touring coach market, but also in ASEAN countries in the near future. I would like to thank TACO for your continued contribution to keep the trucks and the buses on the road, to support the economy of Vietnam, and keep the country going. We are in difficult times, and we are not out of the woods yet, but we can already see strong signs of recovery, which will further accelerate growth in the economy. With this, I would like to once again thank you for your trust in us, and your support to keep the world moving. Thank you. Trân trọng cảm ơn ông Harald Smith. Thank you. Kính thưa quý vị, trong suốt quá trình đầu tư phát triển, TACO luôn nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam. Sau đây, trân trọng kính mời ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý lãnh đạo của tập đoàn Daimler Bus và tập đoàn TACO ô tô, kính thưa các vị khách quý, các quý phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí, hôm nay tôi rất là phấn khởi, rất vui mừng đến dự lễ công bố hợp tác chiến lược giữa TACO ô tô với Daimler Bus và giới thiệu sản phẩm xe bus cao cấp Mercedes-Benz tại khu công nghiệp TACO Chu Lai. Lời đầu tiên, cho phép tôi tha mặt Ủy ban Nhân tỉnh Quảng Nam kính chúc quý lãnh đạo của hai tập đoàn cùng toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, thời gian qua, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, lắm thách thức, nhưng với sự cố gắng vượt bậc, nỗ lực tuyệt vời trong suốt quá trình hợp tác của hai tập đoàn, nên ngày hôm nay chúng ta đã làm được điều kỳ diệu, đó là tổ chức lễ công bố hợp tác chiến lược giữa tập đoàn TACO và tập đoàn Daimler và giới thiệu dòng xe bus cao cấp Mercedes-Benz tại khu công nghiệp TACO Chu Lai, rất đáng tự hào này. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò, năng lực, uy tín, bản lĩnh và trí tuệ của TACO ô tô trong việc đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới để sản xuất các dòng xe đạt chất lượng quốc tế, kịp thời phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước ASEAN, tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tha mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng nhất, tốt đẹp nhất đến với tập đoàn TACO và tập đoàn Daimler. Và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với chất lượng tiên phong, các tính năng an toàn vượt trội, rất là tiện nghi và tính hiệu quả kinh tế cao, dòng xe bus cao cấp Mercedes-Benz của chúng ta sẽ được quý khách hàng đón nhận một cách nhiệt tình nhất. Và về phần mình thì Ủy ban tỉnh Quảng Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nói chung và TACO ô tô nói riêng tiếp tục đầu tư và phát triển hơn nữa, và phát triển thần tốc hơn nữa, tiếp tục vượt qua những khó khăn thách thức và tiếp tục gặt hái những thành công mới, những thắng lợi mới.
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam của chúng tôi nói riêng. Cuối cùng, một lần nữa, kính chúc quý lãnh đạo của hai tập đoàn cùng toàn thể các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hai tập đoàn Thaco và Daimler hợp tác mới, khí thế mới, động lực mới, thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ông Trần Văn Tân. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi trân trọng công bố hợp tác chiến lược Thaco ô tô Daimler Bus giá trị mới, tầm cao mới. Sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Thaco Bus, khẳng định uy tín và năng lực của Thaco ô tô trong hợp tác liên kết với các thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới nhằm đem đến giá trị mới cho khách hàng và thị trường ô tô Việt Nam. Sau đây, trân trọng kính mời quý lãnh đạo lên sân khấu thực hiện nghi thức hợp tác. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. We would like to invite to the stage Mr. Harald Smith, CEO Daimler Commercial Vehicle Southeast Asia, Mr. Christoph Stemmer, Vice President Customer Services and Past Purse and Special Truck Sales of Daimler Commercial Vehicle Southeast Asia, Mr. Benjamin Burr, Group Managing Director, Tradicycle and Carrier Limited, Mr. Jack Kim Tech, Managing Director, Business Development, Tradicycle and Carrier Limited. Trân trọng kính mời ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco, và trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Bảo, Tổng Giám đốc Thaco ô tô. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời ông Alan Kani, Chủ tịch Aerocham Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ạ. Trân trọng kính mời quý lãnh đạo cùng đặt tay vào quả cầu. Nghi thức hợp tác xin phép được bắt đầu. Chúc mừng hai tập đoàn và chúng tôi tin rằng với sự hợp tác này sẽ đưa thương hiệu Thaco ô tô và Thaco Bus lên tầm cao mới, đồng thời gia tăng doanh số của sản phẩm Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á trong thời gian tới.